Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Vlog 61 nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại hệ thống Honda Suzuki Giáp Bình Dương. Đó, địa chỉ của nó là 1A4/36A, đường 22 tháng 12, khu phố Hòa Lân 2, thì phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương. Thì các bạn đi từ hướng dòng xe An Phú quẹo qua đường 22 tháng 12, hướng đi lên Thiên Hòa, thì gần tới Thiên Hòa sẽ thấy một cái cửa hàng Honda Giáp Bình Dương chi nhánh số 6, nó to đùng bên tay trái nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn về video về clip Thái và Vario luôn. Đó. Thì clip Thái và Vario nó đều giống nhau hoàn toàn luôn nha các bạn. Nhìn mẫu mã nó đều giống nhau hết ha. Chỉ có điều Vario nó có cái đồ gắn biển số phía trước ha, còn clip Thái thì không có. Đó. Thì chiếc màu đỏ trắng kế bên các bạn nhìn thấy là nó là 125 phân khối, còn chiếc màu trắng cam là 150 phân khối nha các bạn. Đấy, xe rất là đẹp luôn, lên màu trắng cam rất là đẹp luôn. Thì nói chung á, một số người á, người ta có điều kiện và mua xe để làm của thì người ta sẽ mua clip Thái. Còn những bạn nào mà mua xe để sử dụng nhiều á, về công việc nè, học hành của mình thì mình nên mua Vario ha. Cũng giống như Future và Quay Thái nha các bạn. Thì ai mua làm của thì sẽ mua Quay Thái. Còn ai mà mua để sinh hoạt hàng ngày, đi lại, làm ăn này nọ thì người ta sẽ mua Future ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ báo giá clip Thái luôn nha. Lít Thái cái giá của nó khá là mắc luôn nha các bạn. Nó mắc hơn gấp đôi với chiếc Vario. Thì lít Thái 150 tất cả các màu luôn thì có giá là 92.500. Còn 125 mà tất cả các màu luôn thì có giá là 71.500 ha các bạn. Đó. Rồi thì đó là giá của lít Thái ha. Và bây giờ mình sẽ qua bên cái giá của Vario nè. Hiện tại giá của Vario rất là tốt luôn nha các bạn. Đó. Giá của Vario là không rất là rẻ luôn. Nó đang được hạ nhiệt nha. Nên là các bạn nào muốn mua Vario thì hãy liên hệ với số điện thoại của anh Trung ha, mình để góc trái màn hình. Vario màu vàng cát, màu trắng thì có giá là 51 triệu ha các bạn. Đó. Còn Vario màu đỏ, đen và màu xanh thì nó sẽ có giá là 53 triệu ha các bạn. Đó, rất là rẻ luôn ha. Thì đối với Vario các bạn, các bạn muốn lên màu xanh xi măng nè, màu vàng, màu độ, tất cả màu độ thì các bạn liên hệ với cửa hàng, liên hệ với anh Trung, các bạn đặt hàng, đặt xe chiếc xe đó thì bên cửa hàng sẽ độ cho các bạn ha. Ngoài độ màu còn có lên đồ chơi này nọ các kiểu luôn, các bạn muốn lên phuộc, lên mâm, lên tay thắng thì bao tay nọ kiểu đều được đổ nha. Nhà thì các bạn điện thoại mình đặt hàng với anh Trung ha. Đó, mà các bạn độ màu quá thì các bạn cộng thêm cho mình 2,5 triệu nữa ha các bạn. Độ màu thì cộng thêm 2,5 triệu. Thì khi các bạn mua xe tại cửa hàng Honda Giáp Bình Dương á, thì các bạn sẽ được tặng bộ quà tặng trị giá 1,2 triệu đồng nè. Kèm theo đó là một phiếu bốc thăm trúng thưởng 3 tháng một lần với nhiều phần quà hấp dẫn nha, như TV, tủ lạnh, quạt máy, vân vân, rất là nhiều ha. Mà các bạn mua online ha, các bạn liên hệ với anh Trung hoặc là đặt hàng qua fanpage của Honda Giáp Bình Dương thì các bạn sẽ được tặng voucher trị giá từ 200 tới 2 triệu đồng ha. Ngày hôm qua có chương trình bốc thăm trúng thưởng, ngày 26 các bạn có chương trình bốc thăm trúng thưởng á. Thì mình không ra video được cho các bạn. Và cũng có rất là nhiều khách hàng được trúng luôn ha. Hôm qua có người trúng chiếc xe quay luôn. Và ngày 30 tháng 6 á, là sẽ tiếp tục có chương trình bốc thăm trúng thưởng ở trên Tân Uyên, Bình Dương nha các bạn. Các bạn nào có phiếu bốc thăm trúng thưởng thì các bạn nhớ nha. Ngày 30 này, tháng 6 này vẫn có chương trình bốc thăm trúng thưởng nha các bạn. Rồi đó, với giá Vario thì vậy là rất là rẻ luôn ha các bạn. Đó, các bạn nào quan tâm á, thì hãy liên hệ với số điện thoại của anh Trung ha. Số điện thoại anh Trung mình để góc trái màn hình. Còn các bạn mua trả góp á, thì các bạn vui lòng trả trước cho mình. Đối với Vario 150 thì các bạn trả trước cho mình khoảng 5 tới 10 triệu ha các bạn, thì các bạn có thể lấy xe về được. Còn các bạn mà trả 50% tổng giá trị chiếc xe thì mình sẽ lấy được cả gốc, cả về gốc mang về ha. Đó. Còn clip á, clip thì các bạn trả trước cho mình khoảng 15 tới 20 triệu nha. Còn trả mà từ 40 tới 50 triệu thì các bạn sẽ lấy được cả về gốc mang về. Đó. Nói chung là các bạn trả càng nhiều thì cái mức lãi suất của mình càng thấp thôi, mình đỡ phải bị ăn lãi cao ha các bạn. Đó. Ở bên Honda Giáp Bình Dương có rất là nhiều công ty tài chính, nên là các bạn nào muốn mua trả góp á, thì các bạn một là các bạn liên hệ với số điện thoại Bằng Hùng ha, mình để số điện thoại Bằng Hùng của bên HD Saison ở dưới phần mô tả. Các bạn nào muốn biết tư vấn trả góp như thế nào thì các bạn liên hệ với bạn Hùng ha. Còn muốn mua xe thì liên hệ với anh Trung, để anh Trung báo cho các bạn giá ra biển ra sao nè. Đó. Tại vì mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi thành phố có giá ra biển khác nhau nha. Cái thông tin cho mình gửi đến các bạn á, là giá đã bao gồm thuế VAT nha các bạn. Đó, mình không phải là nhân viên bán hàng ở bên Honda Giáp Bình Dương, mình chỉ là một người làm vlog để mình mượn cửa hàng để mình đi qua các bạn thôi. Nên là mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bạn những cái gì mà mình biết. Đó, cái gì tốt, cái gì xấu mình tư vấn nhiệt tình cho các bạn ha. Rồi, cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Cua Vlog 61 nha. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh Cua Vlog nha các bạn. Còn nếu các bạn thấy chưa hay thì hãy đóng góp ý kiến ở bên dưới nha.
đóng góp ý kiến một cách văn minh ha, đừng có chửi thề nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.